Thưa quý vị, hàng năm vào ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới và các thành viên Tổ chức Ngày Thế giới không thuốc lá nêu bật nguy cơ về sức khỏe và các nguy cơ khác liên quan đến việc sử dụng thuốc lá và vận động các chính sách hiệu quả để giảm thiểu mức độ tiêu thụ thuốc lá. Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 là thuốc lá và bệnh tim mạch để thông tin tới cộng đồng mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch. Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá. Ở Việt Nam năm 2018, Bộ Y tế tổ chức tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5. Vậy chiến dịch Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018 tập trung chuyển tải các thông điệp cụ thể nào? Thưa quý vị, chiến dịch Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức về mối liên quan giữa thuốc lá và các loại bệnh tim mạch khác, bao gồm đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Chiến dịch cũng kêu gọi hành động và các biện pháp dành cho đối tượng then chốt, bao gồm chính phủ và người dân để hạn chế các nguy cơ về sức khỏe tim mạch do thuốc lá gây ra. Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018 là dịp để đưa ra hàng loạt sáng kiến và cơ hội trên toàn cầu hướng tới phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là gây tử vong và bệnh tật cho hàng triệu người trên thế giới. Các hành động này bao gồm meeting cấp cao về dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 3, được tổ chức vào năm 2018, nhằm áp dụng các sáng kiến giảm thiểu bệnh và tử vong liên quan đến tim mạch và cải thiện chăm sóc điều trị bệnh. Quý vị có biết thuốc lá nguy hiểm đối với sức khỏe tim mạch của nhân loại trên toàn thế giới như thế nào không? Dừng. Sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng của sự tiến triển bệnh mạch vành, đột quỵ và bệnh mạch ngoại vi. Thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tim mạch. Cứ 3 người tử vong vì bệnh tim mạch thì có một người hút thuốc lá. Bệnh tim mạch gây tử vong nhiều hơn các nguyên nhân khác trên thế giới. Sử dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động góp phần vào khoảng 12% các trường hợp chết vì bệnh tim mạch. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân thứ hai của bệnh tim mạch, chỉ đứng sau tăng huyết áp. Dù tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tim mạch đã được biết đến từ lâu, cũng như có nhiều giải pháp giảm thiểu tử vong và mắc bệnh, nhưng sự hiểu biết và quan tâm của cộng đồng về nguy cơ gây bệnh tim mạch của thuốc lá vẫn còn thấp. Hút thuốc lá thụ động liên quan thế nào đến bệnh tim mạch và đột quỵ? Dân, hút thuốc lá thụ động cũng có hại sức khỏe. Hút thuốc lá thụ động là hết khói từ sản phẩm thuốc lá đang cháy. Hút thuốc lá thụ động cũng là hết khói thuốc từ người hút thuốc. Hút thuốc lá tự động cũng có thể gây các bệnh tim mạch, bao gồm các cơn đau tim và đột quỵ. Người không hút thuốc hít khói thuốc thụ động ở nhà và nơi làm việc khiến tăng thêm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ hơn 20-30%. Vì hít khói thuốc thụ động ảnh hưởng đến chức năng của tim, máu và hệ thống mạch máu dẫn đến cơn đau tim. Dù chỉ hít khói thuốc thụ động một thời gian ngắn cũng gây tổn thương các mạch máu, khiến máu trở nên dính kết, gây cơn đau tim chết người. Vậy làm thế nào để phòng bệnh tim mạch và đột quỵ? Để phòng bệnh tim mạch và đột quỵ, mọi người cần kiểm soát huyết áp, kiểm soát cholesterol máu, bỏ thuốc lá hoặc không bắt đầu hút thuốc, tránh hút thuốc thụ động, ăn ít chất béo, ít muối, ăn nhiều trái cây, rau quả, giữ số cân hợp lý, vận động thường xuyên, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác và kiểm soát các bệnh khác như đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe nhân loại? Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Trong đó có 900.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Gần 80% trên tổng số 1 tỷ người hút thuốc lá trên toàn thế giới sống trong các nước có thu nhập thấp và trung bình, có tình trạng sử dụng thuốc lá cao gây ra bệnh tật và tử vong. Làm thế nào để giảm thiểu mức độ tiêu thụ thuốc lá ở cấp quốc gia? Thưa quý vị, Chính phủ có thể sử dụng hệ thống biện pháp cấp quốc gia kết hợp với công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới để giảm thiểu mức sử dụng thuốc lá và bảo vệ mọi người khỏi các bệnh không lây nhiễm do thuốc lá, cụ thể như có chính sách kiểm soát và dự phòng việc sử dụng thuốc lá, bảo vệ mọi người khỏi tác hại của thuốc lá bằng cách xây dựng khu vực công cộng trong nhà, nơi làm việc, phương tiện giao thông công cộng không hút thuốc lá an toàn, hỗ trợ các thuốc lá như hỗ trợ chi phí, hỗ trợ toàn dân nhân viên y tế tư vấn ngắn và thiết lập đường dây điện thoại tư vấn cai thuốc lá quốc gia. Cảnh báo về tác hại của thuốc lá bằng cách đưa hình ảnh cảnh báo lên toàn bộ bao thuốc lá hay sản xuất bao thuốc lá không có tên thương hiệu, triển khai các chiến dịch truyền thông đại chúng nhằm thông tin cho cộng đồng biết về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và hút thuốc lá thụ động. Khích lệ mọi người từ bỏ quảng cáo, tài trợ của các sản phẩm thuốc lá.
người Việt Nam tốn bao nhiêu tiền để mua thuốc lá hàng năm và hậu quả của tình trạng này ra sao? Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trên người trưởng thành ở Việt Nam, số tiền người dân Việt Nam chi ra để mua thuốc lá là 31.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm do 5 nhóm bệnh trong số 25 bệnh do thuốc lá gây ra là ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ là hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Theo đó, việc sử dụng thuốc lá ở nước ta không những gây tổn thất về sức khỏe mà còn gây tổn thất kinh tế, góp phần gia tăng tình trạng nghèo đói. Chúng ta cần truyền thông các chủ đề nào về phòng chống tác hại thuốc lá tại nơi làm việc? Các cơ quan cần tập trung truyền thông về quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, khu vực trong nhà ở, nhà hàng, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó, cần truyền thông về quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức các địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá. Người hút thuốc lá và mọi công dân cũng cần biết rõ thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình. Các quy định nghiêm cấm về quảng cáo tiếp thị, buôn bán thuốc ở nơi cấm hút thuốc cũng là các nội dung cần truyền thông.